Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Ngọc Minh làm phó trưởng đoàn đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về kết quả thực hiện nghị quyết số 16 ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn giai đoạn 2020-2025. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy Biên Hòa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 16 và các văn bản của Trung ương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Hàng năm, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể. Trong đó có đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, quốc phòng an ninh. Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập các đoàn làm việc từng phường, xã để nâng cao trách nhiệm, vai trò của cấp ủy và người đứng đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 9 năm 2024, Công an thành phố Biên Hòa đã tiếp nhận điều tra gần 4.600 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bước đầu điều tra làm rõ hơn 1.800 vụ, bắt và xử lý hơn 3.400 đối tượng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện 251 vụ, 345 đối tượng vi phạm về kinh tế, đã khởi tố 111 vụ, 200 bị can, xử phạt hành chính 130 vụ, 133 đối tượng với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 6 vụ, 6 đối tượng. Tại buổi làm việc, Phó trưởng đoàn Lê Ngọc Minh đề nghị Biên Hòa đánh giá rõ hơn kết quả đạt được và chưa đạt được trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua đó, so sánh chỉ tiêu về sự chuyển biến trước và sau khi có nghị quyết số 16, đồng thời nhận diện địa bàn phức tạp, trọng điểm về an ninh trật tự hoặc có nguy cơ phức tạp để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.